bàn giao video điện Roland HVI5 về miền Tây. Rồi, xin chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì có một vị khách đến tham khảo cây đàn Roland HVI5 tại nhà cụ Hiệu Gan. Thì rất là vui, bây giờ hai anh em sẽ cùng giao lưu, chia sẻ và test phím trên cây đàn này. Biroi năm này âm thanh rất là hay và có màn hình luôn nha mọi người. Chào mọi người nha, sáng hôm nay nhà cửa Thiệu Gan sẽ bàn giao cây đàn Vino này về cho khách, thì sẽ quay review cùng giao lưu với mọi người nha. Bây giờ là tiến hành khiêng lên xe để chuẩn bị giao cho khách luôn nha mọi người. Mình thấy thích thì có thể liên hệ qua cho nhà cửa Thiệu Gan, số điện thoại 0973675251, thì có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SS100, SS900, SS600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha trong nội mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 3-40 triệu thì đều cung cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.